Tôi có duyên với ngũ cốc từ năm 2015. Là trước đây là dùng sản phẩm ngũ cốc là với mong muốn là hướng đến tìm một cái sản phẩm dinh dưỡng mà lành tính, thuần thiên nhiên để mà có cái dinh dưỡng để mà gọi sữa về cho con á. Thì lúc đó là sinh bé Mít. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ cái ngũ cốc tìm sữa mẹ cho Mít. Cũng hay là sau một thời gian thì trước đây là mẹ của mình lòm cho mình uống. Sau đó thì cải thiện được cái dòng sữa của mình, và mình cũng có chia sẻ thêm cho các chị em ở trên cái hội nhóm mẹ bỉm sữa. Thì các chị cũng tin tưởng, và sau đó thì cứ tự nhiên là cái duyên nó tới và mình nhận những cái đơn hàng đầu tiên. Tuy là ở Hội An làm du lịch nhưng mà được sinh ra từ nhà nông, thuần nông. Từ nhỏ đã được theo ba mẹ làm đồng á, nên là hiểu rất rõ về những cái cực khổ của ba mẹ khi mà làm ra được cái nông sản, đặc biệt là nông sản thô. Tuy nhiên mà cái giá thành á, thì nó không ổn định. Ví dụ như được mùa thì lại mất giá, mà được giá thì mất mùa. Thành thử là cái thu nhập của bà con á, không có ổn định, và thường là những người nông dân á, họ dần dần á, là họ bỏ quê đi thành phố để kiếm việc làm để trang trải cho gia đình. Thì đất bắt đầu bỏ hoang. Mình có một cái trăn trở là làm thế nào đó để mà mình phát huy tối đa cái nguồn nguyên liệu. Thì mình thấy là khi mà mình phát triển được cái ngành ngũ cốc thì mình để giúp cho bà con ổn định được cái đầu ra, kể cả về số lượng lẫn là giá tiền luôn luôn ổn định và ở cái tiêu chí là cao nhất cho bà con, để họ cảm thấy là xứng đáng với cái việc mà họ bỏ ra. Về cái hướng nguyên liệu thì mình đang lấy được 6 vùng nguyên liệu. Thứ nhất là ở Phú Ninh thì có những cái vùng nguyên liệu đặc trưng như là mè đen, đậu đen, đậu xanh. Rồi tiếp theo là Núi Thành. Tiếp theo nữa là Điện Bàn, Duy Xuyên và Thăng Bình thì có những cái vùng sen á. Thì thường á, là tới mùa sen á, là sen tươi á, không bón kịp á, là sẽ bị hỏi gió. Tuy nhiên là khi mà mình có được ổn định được cái đầu ra rồi thì mình sẽ bô gom hết để mình sái khô, mình giữ, mình bảo quản, thì nó sẽ ổn định được cho cái mùa sen của bà con. Nguyên liệu mình canh tác như thế nào để mà đảm bảo nhất, mình chưa thể nói là tuyệt đối, nhưng mà mình sẽ nói là cố gắng tốt nhất. Thứ hai nữa là trên thị trường thì bây giờ rất là có nhiều cái loại ngũ cốc hoặc là loại sữa rất là tiện lợi. Mình có thể đi đâu cũng uống được. Tuy nhiên là nó sẽ có chất bảo quản này. Và để ngon á, thì người ta sẽ có hương liệu này. Các thứ. Tuy nhiên á, mình hướng là thuần tự nhiên 100%. Nên là mình có nói thẳng trong cái sản phẩm của mình là không đường. Không chất bảo quản. Và thời hạn bảo quản á, nó không dài là 2 năm. Nó trong vòng chỉ 9 tháng. 9 tháng tới 12 tháng là tối đa. Và mình mong muốn là cái sản phẩm của mình nó an toàn từ cái khâu nguyên liệu và trước khi làm thành phẩm là cái khâu mà trước khi ra thành phẩm là cái khâu chọn lựa. Ví dụ như các bạn thấy á, là mình lựa từng một hạt đậu luôn. Có nghĩa là khi mà mình canh tác thuần tự nhiên thì mình không thể tránh khỏi được là những cái việc sao bọ hay cái thứ. Nó không thể 100%, tuy nhiên là khi mình vào cái khâu sản xuất á, mình lựa rất là kỹ. Ví dụ như mình thu hoạch là 10kg đi, thì mình phải bỏ đi khoảng tầm 3kg và cái đậu ngọn, đậu không đạt chất lượng cho gọi ăn. Còn cái đậu mà đạt chuẩn 100% á, thì mình mới đưa vào mình sản xuất. Có nghĩa là cái thời gian mà lựa chọn nguyên liệu á, rất là tốn thời gian. Thay vì những cơ sở khác mình không biết đi, tuy nhiên là có thể là họ làm không biết là đâu mà lần. Tuy nhiên ở cơ sở mình thì mình muốn nói là đổi mẫu 100%, hoặc phải đọc chất lượng, dù là có thời gian hoặc có tốn thời gian cho nhân viên lựa rất là nhiều, tốn thời gian đi, mình vẫn chấp nhận, để mà cái sản phẩm của mình nó đúng như cái tâm của mình đặt ra, là sạch từ tâm, là nó an toàn nhất cho mẹ và bé. Mình nghĩ là cái công đoạn mà mình phải giữ làm sao mà vừa sạch sản phẩm, mình phải đọc tiêu chuẩn là sạch. Thứ hai nữa là mình phải làm ra mà người ta họ dùng á, họ phải tìm mình để mua lại, chứ không phải là dùng một lần rồi bỏ đi. Thì kéo mình làm được bây giờ là mình bắt đầu từ 2015, và bây giờ là khách ngày đầu tiên, cái bô bì rất là sơ khe, rất là chưa hoàn chỉnh, nhưng mà người ta họ vẫn tin tưởng và sử dụng cho tới bây giờ. Có nghĩa là họ sinh một đứa con đào lào và đứa con thứ ba vẫn tiếp tục mua lại, một cái vòng sử dụng rất là lâu. Thì mình tin tưởng là cái mùi vị mà mang đến cho khách hàng á, nó có một cái đặc trưng, nó phải ngon, nó phải nghiện thì người ta mới mua. Đó là cái mà mình thấy khó, tuy nhiên mình biết khó mình vẫn làm được cái điều đó. Và may mắn là sản phẩm, cái tâm huyết của mình á, thì cũng được, và sản phẩm được 4 sao. Ngũ cốc bây giờ, thị trường ngũ cốc bây giờ cũng khá là nhiều, tuy nhiên mà để đạt được 4 sao thì rất là ít. Hình như là mình là người đầu tiên ở tỉnh.
Nên là đây là một niềm vui mà rất là khó tỏa. Mình nghĩ là cái tâm huyết của mình mong muốn là không phải là cho mình, mà cho mang đến cho người tiêu dùng, để người ta cảm nhận được là cái sản phẩm nó an toàn, nó đạt tiêu chí như thế nào.